Na dai đông triều có đặc trưng riêng như vỏ mỏng, bóng, có màu vàng khi chín, vị ngọt sắc, mùi thơm, không cát. Đây cũng chính là những lợi thế để sản phẩm ô cốp Na dai đông triều có được chỗ đứng trên thị trường. Người trồng na đông triều đều tuân thủ quy trình trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng quả na dai để giữ gìn thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Na dai đông triều vì thế đẹp và ngọt, khác hẳn so với na ở các địa phương khác. Sản phẩm na dai đông triều được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể số 216247. Nơi được lựa chọn trồng na có loại đất màu đỏ son, tơi xốp, tầng canh tác từ 0,5 cho đến 1 mét. Đặc biệt hơn nữa còn áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong canh tác như thụ phấn bổ sung, định quả, tăng tỷ lệ quả có chất lượng. Na dai đông triều, sản phẩm được quản lý chất lượng nghiêm ngặt chặt chẽ. Na dai đông triều, sản phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Na dai đông triều có thể truy xuất nguồn gốc bằng cách quét mã QR. Na dai đông triều, vị ngon đặc biệt, món quà ý nghĩa cho mọi nhà.